Ủa sao mà đừng là ờ đúng sao mà đừng là ngon á. À, đã team Milan icon nha, team này khá là đẹp luôn á. Team này khá là đẹp luôn á, có rất nhiều icon của Milan. Có Roberto Sengo luôn, cặp Ester thần thánh luôn, Kaká Nedved rồi tới 2.900 tỷ. Kaká Nedved. Beckham Gullit. Manini Deseli. Manini Rijkaard đâu? À Rijkaard tôi nhớ ngày qua tôi check cái Rijkaard mà, Rijkaard vào đây. Beckham Gullit luôn này, đã Beckham, Nedved, Kaká. Ở đó Kaká cánh nữa coi, mình có Kaká. Giảm lương thiếu hai lương. Diego Dalot. Chà thiếu hai lương này mà. Thiếu hai lương à, chà thiếu hai lương à. Vậy là con thêu ra đấy phải ra rồi mới đủ đâu đủ đâu. Đến ra luôn. Team Milan nha, team Milan icon A1 đúng không? A1. Milan sao có nét vết ở đây là team 10 Milan anh em à, 10 Milan. 10 Milan nha, team 10 Milan. Có Ronaldinho thế vô cũng được không? Đá Ronaldinho. Ronaldinho đi nhưng mà tôi thấy nét vết. À đá Ronaldinho đi. Đá Ronaldinho cũng được. Ronaldinho không đủ lương. À Ronaldinho không đủ lương, Ronaldinho lương 26 luôn hả? Cũng vậy. Ok đó nét vết đỡ anh em à, không đủ lương. 10 Milan nha, team 10 Milan. Icon 10 Milan, 8 icon. Xếp trên cô Rubéo, bộ đôi này khủng nhất ở đây là team mắt binh nhất của Milan luôn á. Phần còn lại là chỉ có thể nâng lên cộng 5 thôi. Chứ bây giờ là mắt binh nhất rồi, Kaká, Rubéo, xếp trên cô Ronaldinho cái kiểu chọn có cả đủ một trâu với sút sấy luôn ngon vậy. Kaká chạy 131 luôn à, cầm Kaká chạy chắc phê. Kaká chạy à. Tôi thích team chạy, bây giờ tôi thích chạy lắm em biết tại sao không? Bây giờ người ta đã xấu hồi dễ rất là nhiều cho nên mấy con chạy nhanh nó rất là lợi, chạy nhanh với sút sấy cao rất là lợi luôn, chạy nhanh và sút sấy á. Hai cái đó hai cái quan trọng nhất luôn á, chạy nhanh sút sấy. Thêm chiều cao tí xíu đấm nhau được nữa. Beckham sút sấy 132, sút Beckham là có gì sút sấy cao nhất game đúng không? Beckham Henry có số chỉ sút sấy ngang nhau, hình như hai này sút sấy cao nhất game luôn. Beckham và Henry. Manini Rijkaard đây bộ đôi CB hoàn hảo nhất rồi. Manini Rijkaard. Rijkaard bộ số đầy luôn ha, đánh đầu mạnh, thánh nhìn bóng nỗ lực đến cùng luôn ha, thánh này siêu cản phá, Tiki Taka trâu. Ok nha. Nhà quản lý thì chọn huấn luyện viên Stefano Pioli luôn, chọn team Milan là quốc Stefano Pioli luôn là đẹp luôn. Stefano Pioli có 422 à? Hả? Stefano Pioli mất 422 à? À đây nè, Stefano Pioli nè. Tốc độ sút, tốc độ chạy luôn đúng bài luôn ha. Đúng đó Milan này chỉ có sút và chạy thôi, chạy rồi sút. Đây là chiến thuật đội nha anh em nha, và đây là chiến thuật đơn, anh em có thể copy hiện cần. Anh em đang xem nó để lại một like, một subscribe nha mọi người nha, cảm ơn em rất nhiều. Ôi chết cha, hai gáo này sao thấy? Ơi hai gáo sao thấy? Chết rồi, thấy không anh em? Thấy nha, tôi thấy nha. Để tôi quên chỉnh áo rồi chứ. Cao xanh cao tím à. Ồ. Chỉnh tự động, ờ à, chỉnh rồi chứ tại vì này không để hai cái áo giống nhau á. Tại bên này bên còn có trận cuối á chứ anh em lại để tôi thành đóng vai ác rồi. Ờ game còn đúng game hả tội á, hai ba game dồn lại lần này là tại vì ui đi bếp lần này là tại vì game bắt tôi trở thành nhân vật ác nha, chứ tôi là muốn làm người lành người thiện lành lắm chứ, tôi đóng vai hiền mà trận này đã bắt làm phản diện rồi. Ơi chọn ca cao bị gì vậy? Ok vậy ao đi hành nè, ao đi hành nè, thôi ao chi để cho bạn có động lực đá chứ. Tên Chelsea gặp Milan mà.
Vài phản diện được người ta nhớ lâu hơn hả? Thôi lâu lâu mình đóng vai ác xíu anh em à. Bây giờ mình đóng vai thiện lành mình bị chửi nhiều rồi. Giờ mình đóng vai ác xíu. Ờ à, vô luôn. Kaka dính đều bén quá vậy. Người ta nhớ nhân vật phụ à. Dây phản diện à. Ở đâu mình này là gọi là tinh thần thi đấu trung thực nha anh em nha. Tinh thần thi đấu trung thực anh em à. Ồ tôi rất đẹp chạy ngay vậy. Ôi con dính rồi chứ. Con dính rồi chứ. Ôi quỷ ơi à, phải xíu chân cầm nhiều tôi bấm chuyền rồi chứ mà tự nhiều bấm chuyền xong clip nó bị mấy kia gài bị hay quá giờ chỉnh quân hai bên luôn à kinh anh em đã kinh quá 60% ghi bàn nha 60% ghi bàn 60% ghi bàn ơi ồ 60% ghi bàn đó xuất phải góc hai trái dùng bàn năm mươi trăm luôn ủa hai trái dùng bàn năm mươi trăm hả ủa hai trái dùng bàn năm mươi trăm nó kỳ vậy ồ hai trái cho màn nó 50% rồi đó ba trái cho hai bàn anh như là phải thêm một trái góc nữa xong mình ghi bàn nó là 75% vậy mới tăng lên người tàn ác thường sống thảnh thơi hả à? Gặp do ta gặp một trận đấu còn trận cuối lên hạng rồi còn trận cuối trụ hạng không vậy game này sẽ bắt làm nhau giặc ác rồi trời trời ơi David Beckham ôi phạt à ủa phạt gì vậy tự nhiên phạt ta mạnh thế à đội bạn cũng mạnh kiếm gì đâu đội bạn 23 tim mùa mới ra đội bạn được cái ai mình còn mấy mùa cũ không mùa ra lâu rồi này mùa mới mà đây gọi là miền núi cộng cao nè sao bằng siêu sao cộng một đó bên kia là toàn mùa mới ra nó cộng một đó cộng một tới cộng năm mình toàn icon cộng hai cộng ba mùa cũ mình mùa cũ mà cộng thấp luôn á tính icon là mùa cũ mà mùa đó mùa cũ cộng thấp chà tại kìa họ xoáy ra chưa còn banh luôn kìa hảo ta chạy kinh vậy dấu tên 825 đã lì xì 5.000 đồng. A oi choi su kiên nép một tia năm ma đi si tam 170 kala loi hay lo a. À chơi sự kiện 1 triệu đúng không? Được 170 tỷ. À cũng được hết ha. Hơi lỗ xíu. 1 triệu hiện tại là được tới 3.000 mấy FC, 3.640 rồi phải. Ơ việc bị sao? Đây cá chạy lố. CB chạy lên tới tên. Đen à trời lớn 170 tỷ chứ 170k 170 tỷ BB đúng không 1 triệu 170 tỷ được chứ hơi lỗ triệu nhất phải được khoảng 200 tỷ chứ đúng không
hên xui mà, nói chung nạp cho hên xui mà. Ê, lỗi. Tôi mất tập trung. Tôi nhìn qua comment. Nạp và đổi lời à. Chơi game giải trí anh em à. Chơi game giải trí mà anh em đổi lời à. Ê, tôi mất tập trung. Từ, chàng này bị mất tập trung rồi. Nghe đâu mấy comment này hài mất tập trung rồi. Từ lại nha. Kaka ổng ám à. Canal FC em để dành mua cái sổ tay á, sổ tay 600. Cà đây á, cà. Kaka chọn cái vị trí cho một cắm hay à. Cắm cho Lưu Đình Hào nha. Nhưng mà không thấy tin nhắn. Anh em nào đô nốt qua Momo phải 5001 và nó bắt đầu tin nhắn anh em à. Phần nó không ra. Cảm ơn Lưu Đình Hào nhiều nha. Netbet chạy. Ủa Netbet chạy kim vậy. Netbet tạc bành bén vậy. Netbet chạy kinh ha. Ao luôn hả, trời ơi. Vì làng đó kinh quá, đâu nào chịu đá đâu. Ao luôn rồi. Game F4 AI hay chỉ số quan trọng hả? Cả hai nè mà. Cả hai nha. Cả hai quan trọng nha. Có AI mà chỉ số thấp thì đôi khi cũng khó. Vậy đúng không? Quan trọng là chỉ số nó bao nhiêu, chỉ số ở mức đủ là được. Chỉ số ở mức đủ là được. Có ai mà có chỉ số đâu đó rồi. Ồ, bén quá vậy. Ví dụ mấy con rô béo MC, rô béo LH rồi đó, có ai á, nhưng mà chỉ số không có thì nó cũng không ngon. Mà có chỉ số mà không có ai như Henry rồi, cái kiểu nó cũng khó đá. Không khó đá. Cho nên mấy con mà có AI á, mà anh em đập lên cộng 8 á. Cộng 8 thì đó vẫn ngon. Đó vẫn ngon mấy cộng 8. Chứ dạo hôm nay anh em thấy tôi chế đạt, tôi vẫn để lại cho anh em những con cộng 8 như rô béo. Cái kiểu cộng 8 vẫn để lại cho anh em á chứ. Tại chỉ số nó không đến độ thấp quá. Nó cải thiện chỉ số lên. Còn mấy con không AI á, mà chỉ số nó cao thì cũng khó đá lắm. Mà nhiều đủ tùy mỗi phiên bản anh em à. Tìm mỗi phiên bản. Béo chạy đá, đá vừa có AI vừa có chỉ số này anh. Nó ngon không? Ơi lỗi rồi, lỗi, nó phải skill lỗi rồi. Test sụp bén quá vậy. Chào Nguyễn Phước Sang nha. Cancelo đá tiền đạo cánh trái Man City được không anh? Cancelo được á ha. Cancelo đá được á. Qua tôi đá Cancelo, bữa tôi mới đá xong chứ mấy. Khá ngon nha. Số nhưng mà con đó nó bị cái nó sút, dứt điểm không ngon. Dứt điểm không ngon, chỉ có chạy với tạt với ZD thôi. Thì tạt ZD với khả năng chọn vị trí của khi mà đá tiền đạo cánh á thì cũng không hay. Nó đứng chỗ mà thấy thì nào di chuyển quá. Mà đá vẫn được, chỉ cầm nó chết đê. Mạnh quá, rồi mạnh quá. Rồi này đó.
Nó bên kia nhẹ nhàng quá, đội đẹp quá, đội Milan. Milan đẹp ra. Ao luôn à, kia 28 phút 3 bàn. 28 phút 3 bàn mà lụm gì lụm gỏi vậy. Lên là lụm đồ mạnh ghê chứ. Milan mắt binh á. Milan mắt binh á. À có Nguyễn Thành Công nha. Nhưng mà không thấy tin nhắn.